bia rửa mặt theo cách này, da trắng bóc và căng mịn, không cần dùng mỹ phẩm. Không chỉ là một loại đồ uống giải khát, bia còn có công dụng vô cùng hữu ích trong công cuộc làm đẹp của chị em phụ nữ. Thành phần của bia có chứa rất nhiều vitamin B, vitamin C, E, kali và sắt. Nó có khả năng kháng khuẩn, trị mụn, đồng thời còn giúp xe khít lỗ chân lông. Bia có chứa các dưỡng chất từ hoa bia, lúa mạch và bổ sung enzyme có lợi trong quá trình lên men. Vì thế, bia có thể vừa làm đẹp da, vừa làm đẹp tóc mà không gây bất kỳ một tác dụng phụ nào. Đặc biệt, nếu kết hợp bia với trứng gà và nước cốt chanh thì chúng còn phát huy công dụng tốt gấp trăm lần dùng kem trộn. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị rất đơn giản: một lon bia lạnh hoặc là chai bia lạnh, một quả trứng gà, một quả chanh, mặt nạ giấy. Loại mặt nạ giấy này có bán ở các cửa hàng mỹ phẩm hoặc siêu thị. Chén và cọ mặt nạ. Hai là cách làm. Bạn đập trứng gà vào bát, dùng phớ đánh tan sao cho lòng trắng lòng đỏ tan thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó bạn cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt của nửa quả, lọc bỏ hạt. Bước thứ ba, bạn cho 1/3 chai bia và nước cốt chanh vào bát trứng gà, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Số bia còn lại bạn đổ ra bát, rồi cho mặt nạ giấy vào ngâm, để vào ngăn mát tủ lạnh chừng 1 tiếng. Cách sử dụng như sau: bạn rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ tế bào chết bụi bẩn, đồng thời giúp các lỗ chân lông giãn nở, thuận lợi cho quá trình hấp thu chất dinh dưỡng sau này. Bước thứ hai, bạn thoa hỗn hợp lên mặt, rồi dùng 5 đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng để cho hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào bên trong, rồi lưu lại hỗn hợp trên da thêm 15 phút. Bạn rửa sạch mặt với nước, rồi lấy mặt nạ trong tủ lạnh ra, vắt bớt nước, rồi đắp lên mặt và nằm thư giãn cho đến khi mặt nạ khô. Khi mặt nạ khô lại, bạn nhúng thêm mặt nạ vào bát bia, rồi đắp thêm một lần nữa và lưu lại thêm 15 phút, thì rửa sạch mặt với bia, rồi rửa lại với nước sạch. Nếu bạn kiên trì áp dụng công thức này liên tục trong 5 ngày vào các buổi tối, lỗ chân lông cứ thế se khít lại, da cứ thế trắng hồng lên, mụn, thâm sẹo cũng biến mất. Chúc các bạn thực hiện thành công. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật các video mới nhất của chúng tôi.